Jessie đi đôi đó đấy, đôi màu trắng này đúng không anh? Giống đôi này là bản rút gọn của đôi đấy ạ. Đôi này đi êm, nhẹ, chống lật, đi rất là thích mọi người ạ, thực sự là rất là thích. Hùng đã đi rồi mà, đây một trong những đôi giày Hùng rất là ưng ý. Và cũng là một trong những đôi giày mà phải nói là tốt những đôi giày Hùng bán chạy nhất. Đôi này 1750 treo còn 850 thôi mọi người ạ. Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Hùng. Trong live stream ngày hôm nay thì Hùng sẽ tranh thủ khoảng 15-20 phút thôi để live stream giới thiệu đến anh em một số mẫu giày cầu lông đang khuyến mãi giá rất là tốt và số lượng thì rất là ít, trong tầm giá thấp, gọi là thấp, tương đối thấp cho anh em những mẫu giày chất lượng nhất, tốt nhất với giá tốt nhất nha. Tất cả các mẫu buổi tối ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người đều là có mức giá tốt nhất từ xưa đến nay mà Hùng bán của các mẫu giày đó, và số lượng thì rất là ít. Tranh thủ anh em nào theo dõi được cái live stream này, may mắn phải nói là anh em nào may mắn xem được cái live stream này và đang cần mua giày thì hãy thử xem là chọn được cho mình một đôi giày nào hay không. Thì gần như tất cả các mẫu buổi tối hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người thì đều là các mẫu giày dưới 1 triệu hết. Và phải nói là từ sau Tết đến giờ chắc phải khoảng hơn nửa năm rồi thì Hùng không có một gọi là một cái đợt giày nào như thế. Ok, và bây giờ thì Hùng xin phép được chào tất cả mọi người một chút ạ. Con chào cô Nguyễn Thúy, xin chào anh Thuấn Ngọt Ngào, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh Thuấn Ngọt Ngào vừa vào đã chia sẻ giúp em. Hello thằng em Vũ Văn Dũng nhá, phải đợt này anh hơi khá nhiều việc nên là phải xong cái đợt này anh sẽ xử lý cho Dũng nhá. Anh chào em đi ạ. Ok. Ok, Hoàng Ola nhá. Chào chị Bùi Thị Kim Luyến, xin chào Nguyễn Quang Linh. Thôi không làm mất thời gian của mọi người nữa, hôm nay Hùng cũng chỉ xin của mọi người khoảng 15-20 phút để giới thiệu về các mẫu giày khuyến mãi hôm nay thôi. Tất cả các mẫu giày đều khuyến mãi rất sâu, giá dưới 1 triệu và số lượng thì rất là ít, nên là nếu mọi người đang cần mua giày thì mua luôn, hoặc là nếu có giày thì rồi sẽ giúp Hùng tăng những người bạn của các bạn vào, những người bạn nào giày đang hỏng hay là sắp mua giày thì tranh thủ vào mua luôn, giá cực rẻ nhá. Anh có bán áo anh đang mặc không? Cái áo anh đang mặc anh còn size L với size M, bán rẻ bèo, áo chính hãng có 200.000, có size M với size L nhá. Nhưng chất nó không được đẹp lắm đâu, nhưng mà nói chung là cũng mát, mát và cũng ok. Chơi cầu lông thì không vấn đề gì, có 200.000 một chiếc, size M size L còn lẻ mấy chiếc anh bán rẻ nốt. Thôi bây giờ chúng ta vào các mẫu giày hôm nay luôn nhá, xin phép mọi người. Đầu tiên, đôi giày đầu tiên Hùng muốn giới thiệu với mọi người là đôi giày Li-Ning AITM 081. Giá gốc của nó là 499 nhân dân tệ, ở đây ạ, tương đương với khoảng 1.750.000 tiền Việt Nam. Đôi giày này cũng là đôi giày mà Hùng bán chạy nhất trong 2 năm vừa rồi luôn, phải nói là Hùng bán chạy nhất trong 2 năm vừa rồi. Cứ về hàng là hết, về hàng hàng là hết. Nên là mọi người, đôi giày này chưa từng có một khách hàng nào chê hết. Mẫu giày đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người là mẫu giày cầu lông Li-Ning AITM 081. Đây là mẫu giày Hùng cũng đã từng đi, nhưng ngày xưa là Hùng đi màu trắng. Mẫu giày Hùng đã từng đi. Nó áp dụng dòng đế rất là nhẹ. Dòng đế này là dòng đế năm 20 ra mắt 2017 của Li-Ning. Và có đặc điểm nó là rất là bám nền, chống lật cổ chân, và đặc biệt nó rất êm và nhẹ. Êm không phải rất êm, nó êm và nhẹ thôi, không đến nỗi rất êm. Rất êm và nhẹ, êm và nhẹ. Và đặc biệt là đôi giày này đi rất là nhẹ nha mọi người. Đôi này đi, giày này đi rất là nhẹ. Về phần chất liệu thì đôi giày này có chất liệu. Đây đây là mọi người có thể thấy chất liệu này rất là chắc chắn, nó giống như kiểu nó có các hoa văn sổ, giống như kiểu carbon, nhưng nó cũng không hẳn là carbon đâu, nó không phải là carbon nhưng hoa văn nó kiểu như thế, và chất liệu da này cũng rất là chắc chắn. Và kết hợp với đó là ở phần trên này nó chất liệu da rất là mềm mại, thì cảm giác đi nó sẽ rất là thoải mái, và chất liệu da này cũng sẽ không bị nổ, không bị nổ nha mọi người. Nếu mà nổ Hùng sẽ đền cho mọi người đôi mới luôn. Chất liệu da này không bị nổ nha. Nhiều người ngày xưa Hùng mới đi đôi này cũng thế, Hùng nhìn chất liệu da nó cứ mềm mềm của gì ấy, Hùng sợ là đi một thời gian thì nó sẽ sợ nó bị nổ hay bị rạn ra, nhưng mà sau khi đôi giày đi khoảng đôi giày này gần như đôi giày Hùng đi lâu nhất, Hùng đi được khoảng đâu đó 8 tháng. Đấy là Hùng cày kinh khủng nhá. Đôi giày bình thường chỉ được đi khoảng 4 đến 6 tháng là cùng ấy. Đây này giày này năm trước nữa Hùng đi được 8 tháng. Thì cái da nó vẫn còn nguyên. Màu thì rất là đẹp mọi người. Đây là đôi này là đôi Ranger TDD. Đôi bản rút gọn của mấy đôi các vận động viên Trung Quốc đi. Mọi người nhìn có thấy quen của đôi một số đôi của Lưu Trang đi mà màu trắng ấy, thì nó đôi này chính là bản rút gọn của đôi đấy. Nó có cái sọc sọc ở đây này. Đó, mã này là AITM 081, giá gốc là 1.750.000. Đợt này bên Hùng về size 41, 42, 43, size 43 thì còn đúng một đôi nhá. 42 và 41 thì mỗi size còn vài đôi. Giá khuyến mãi 1.750.000 còn 850.000 nhá. 1.750.000 còn 850.000, và thậm chí là bên Hùng còn ưu tiên miễn ship cho mọi người. Và tặng cũng đang đi đôi đó Jensi Way. Ok em, đúng rồi, Đồng Văn Huy, em cảm ơn anh Đồng Văn Huy nhá. Jensi Way đi đôi đó đấy, đôi màu trắng này đúng không anh? Giống đôi này là bản rút gọn của đôi đấy ạ. Đôi này đi êm, nhẹ, chống lật, đi rất là thích mọi người ạ, thực sự là rất là thích. Hùng đã đi rồi mà, đây một trong những đôi giày Hùng rất là ưng ý. Và cũng là một trong những đôi giày mà phải nói là tốt những đôi giày Hùng bán chạy nhất. Đôi này 1.750.000 treo còn 850.000 thôi mọi người ạ. Mua về đảm bảo mọi người ưng. Mấy hôm trước Hùng đang bán trên ảnh, đăng ảnh bán được 3-4 đôi, khách vừa gửi feedback, toàn khách gửi feedback tốt thôi. Mà thực ra khách nào từ xưa nay đôi này luôn, khách cứ nhận được là ưng, mà đi rất là thích. Nhiều khách mua đôi này, xong rồi đi hỏng, xong rồi mua đôi khác cao cấp hơn, đắt hơn, nhưng cuối cùng khách vẫn bảo đôi này vẫn đi sướng hơn. Hôm nay không có giày nữ mọi người ạ. Có size 41, 42, 43, 43 thì còn một đôi thôi, 41, 42 thì còn vài đôi. Ok, em cảm ơn anh Đồng Văn Huy rất nhiều.
Anh Đồng Văn Huy lần trước cũng mua đôi này của em rồi anh. Tiếp theo nhá, đôi này thì bên Hùng vừa mới về. Mẫu này là mẫu 2020 nha mọi người, đây là giày tầm trung. Một chút về mã của đôi giày. Đôi giày có mã là Lining ITP 005. Giá gốc là 369 tệ, đây là giày tầm trung của hãng Lining và nó được sản xuất vào năm 2019. Mẫu này 2019, không phải 2020, mình tưởng là 2020, 2019. Đây thì nó là dòng đế này, dòng đế mới, dòng này thì cho sân, cho cấy sân bê tông. Đây là chất liệu mặt đế là cao su chống mài mòn nên là non minh kinh. Với cả nó làm bè, đây cũng có công nghệ chống lật, mọi người thấy gờ chống lật đấy không ạ? Đấy, một đôi giày tầm trung như đã có công nghệ chống lật rồi. Và chất liệu giảm chấn của nó gọi là độ êm thì trung bình nhé. Chất liệu giảm chấn của nó thì chính là cái chất liệu màu trắng này. Chất liệu kiểu Eva hay cái gì nhỉ? Để xem. Ở đây nó không có tem về chất liệu. Đôi này 2019, sản xuất cuối năm 2019. Đôi này giá gốc là 369 tệ, nó khoảng 1.250.000. Chất liệu da của nó cũng khá là xịn. Chất liệu da rất là mịn và xịn. Chất liệu này chúng ta hoàn toàn có thể lau chùi rất là dễ dàng và sạch sẽ. Đường may của nó rất là chắc chắn mọi người ạ. Đường may của nó nhìn rất là đẹp luôn. Và tiếp theo về nó thiết kế lớp lưới đây thì ra giúp chúng ta đi một là thoải mái hay là rất là thoáng khí. Và ba là rất là nhẹ. Đôi giày này cũng rất là nhẹ nha mọi người. Đôi giày này rất là nhẹ. Đấy, đôi này có đầy đủ chống lật trước các thứ, rất là thoáng chân. Đi form giày đôi này thì form nó là form bình thường, không ôm nha mọi người. Không kiểu ôm chân, nhưng là chân anh em nào có hơi bè một chút thì cũng hoàn toàn như ok. Cái này thì gọi là form giày này là form giày quốc dân, không có thể nói như thế. Đôi giày này gần như là chân nào đi cũng được. Em bán những đôi giày như này thì không phải lo là nó bị kích. Đôi này thì có size từ 39,5 đến size 43. Size 39,5 của Lining thì tương đương với size 39 của hãng khác. Dài 24,5cm mọi người. Hiện tại đôi này thì cũng còn rất là ít. Size 39,5 còn 2 đôi. Size 40 thì còn khoảng 3-4 đôi. Size 41 thì còn 2 đôi. 42 thì còn khoảng 3-4 đôi. Và 43 thì còn 2 đôi. Đấy ạ. 1.250.000 khuyến mãi chỉ còn 780 cho mọi người. 780 thích hợp cho anh em cày sân bê tông. Anh em không có điều kiện mua giày đắt tiền thì mua đôi này 780 thêm ship nữa là 40.000, nữa là 820 cho mọi người. Đấy, thì đôi hai đôi này tiếp theo xem là đôi nào cho mọi người đây. Ok, đôi 031 này. Đôi này thì chỉ còn size 43 thôi nha mọi người. Lining ITP 031. Đôi giày này cũng là một đôi trong đôi giày bán chạy hàng đầu của Hùng trong năm 2019 và đầu năm 2020. Hiện tại thì đôi này bên Hùng cũng chỉ còn size 43 thôi. Nói thật là đôi này chưa bao giờ bán giá khuyến mãi mà từ dưới 1.150.000 cả. Nhưng mà hiện tại thì thôi, trên livestream này còn đúng size 43 thôi. Thì Hùng bán gọi như là thu hồi vốn. Hùng bán 980 nha mọi người, ship 40.000 nữa là 1020. Và đây cũng là mức giá tốt nhất từ xưa đến nay cho mẫu giày này. Lining AITM TP031. Lining AITP 031. Dòng đế thì vẫn là giống đôi đen đầu tiên Hùng giới thiệu nha, không giới thiệu lại. Về chất liệu thì nó sử dụng chất liệu vải dệt. Vải dệt rất là dày dặn và chắc chắn, khiến chúng ta đi rất là cảm giác nó dễ chịu chân. Và thêm vào đó là thêm một miếng ép nhiệt lên một miếng lớp da thì nó giúp cho cái má của đôi giày này nó chắc hơn. Tút tip này, tút tip là công nghệ mà gia cố thêm về phần má này để chúng ta sẽ bền hơn về cái phần má này. Khi mà chúng ta phanh viết các thứ thì cái khả năng bục gần như nó không có, nó rất là bền, rất là chắc. Tút tip là công nghệ gia cố tăng độ bền cho mặt má trên nha mọi người. Đó, đôi này nhìn rất là đơn giản và nhã nhặn. TP AITP 031 nha mọi người. Đôi này khuyến mãi chỉ còn 980 thôi. Đôi này ngày trước cũng khuyến mãi sâu nhất là 1.150.000. Giày nữ em lại không có chị anh Trương Duy Luân đây. Giày nữ đợt này không có mẫu nào, hết hàng mất rồi. Đấy, tiếp theo là đôi giày này. Với đôi giày này thì bên Hùng cũng chỉ còn duy nhất một đôi size 39,5 thôi. Mã giày là Lining AITN 015. Mã này rất là hiếm. AITN 015 giá gốc thì cũng là 499 tệ. Thì nó tương đương với 1.750.000. Thì thôi, còn một đôi size 39,5 cũng sale nốt 980 anh em, thêm 40k ship là 1020. Đôi này thì chính ra là bên Hùng đang bán 1050, nhưng mà 1050 chưa bao gồm ship nha. Nhưng mà bây giờ còn mỗi một đôi size 39,5. Nó sẽ tương đương với size 39 của hãng khác nha mọi người. Đấy, thì anh em nó đi 39 của các hãng khác như Kawa, Kumpo hay là các hãng khác, bất cứ hãng nào thì đi 39 của Lining đôi này là rất là ok. Đây, cũng dòng đề đấy, chống lật, bám nền rất êm và nhẹ. Đôi này cũng rất là nhẹ. Nó cũng sử dụng chất liệu da ép lên một lớp lưới. Lớp lưới này nhìn hoa văn các thứ rất là đẹp. Đôi giày này cũng khá là nhã nhặn. Đôi này 1750 siêu còn 980 mọi người, duy nhất size 39,5, một đôi duy nhất. Tiếp theo xem còn đôi gì cho mọi người. Hôm nay bên Hùng vừa nhập về và giá siêu cực kỳ ngon, và đôi này cũng bên Hùng bán cực kỳ chạy nha. Giới thiệu mọi người mã giày là Lining AITP 023, mẫu giày năm 2019, cũng là top những đôi giày bán chạy hàng đầu Hùng trong năm 2019. Rất nhiều khách mua rồi và đảm bảo trong số những người xem livestream này cũng đã có người từng mua. Nếu ai từng mua rồi có thể comment xuống dưới, mọi người tự tin mua. Đôi giày này nó sử dụng dòng đế hoàn toàn mới, ra mắt 2019 của Lining luôn. Đây là dòng giày là Light TD. Dòng này là dòng giày Light TD. Ok, Light TD mọi người có thể nhìn thấy chữ Light TD ở đây. Khi chúng ta nghe dòng Light TD, đây là dòng giày nhẹ nha mọi người. Đây là dòng giày khá là nhẹ. Đôi giày này nói chung là mấy đôi giày hôm nay Hùng giới thiệu mọi người thì lại toàn là đôi giày nhẹ, nó là một sự trùng hợp thôi.
Đôi này là dòng light TD rất là nhẹ, nó sử dụng mặt đế cũng là cao su chống mài mòn thôi, chẳng qua nó sơn màu vào nên nhìn hơi khác. Ngoài ra dòng đế cao hơn một chút thì nó sẽ có cái công nghệ, đây là miếng nhựa, đây là công nghệ Probalock, miếng nhựa và miếng nhựa ở cả giữa đế này nữa. Đây là công nghệ Probalock, đây là công nghệ mà chống xoắn cho đôi giày, cũng như là công nghệ nó giảm chấn phản lực, giữ sự thăng bằng cho chúng ta đó. Và tiếp theo nữa là về phần chất liệu thì đôi giày này cũng sử dụng lưới, kiểu lưới sợi dệt sợi cước mọi người, rất là chắc chắn, cũng giúp cho đôi giày thông thoáng hơn. Và nó được ép nổi lên một lớp da ở đây, các đường vân nổi rất là đẹp. Bên này qua hình ảnh, qua máy quay này, Hùng tin là nó xấu hơn so với video, so với ngoài thật. Bên ngoài thật đôi này rất là đẹp, nó rất là ngon, nhìn nó rất là sang ấy. Đôi này nhìn khá là sang trong màu cam. Đôi giày này giá gốc cũng là 1.750. Bên hãng đây là hàng nhập khẩu, hàng chính ngạch ạ. Bên hãng yêu cầu ra shop bán 1.450.000 đấy, nhưng mà hiện tại đang có chương trình khuyến mãi và bên Hùng khuyến mãi thì đôi này chỉ còn 980 mọi người nhá. Đôi giày này và giá thấp nhất mà gần đây nhất Hùng bán là 1.200.000. Và đợt này siêu còn 980 thực sự là quá là bất ngờ, và số lượng về đúng có 15 đôi thôi. Size 39.5 có nhỉ? 39.5 có, 39.5, 40, 41, 42, 43 thì có 2 đôi nhưng mà lúc nãy Hùng mới đăng và khách đặt hết rồi. Còn size 39.5, 40, 41, 42. Đó thì mỗi size cũng chỉ có 2-3 đôi thôi. Này rất là ngon, mẫu 2019 luôn. Đấy, treo 980 rồi, thêm ship 40.000 nữa là 1020. Còn 3 mẫu giày nữa, xem có mẫu gì nào. Ok rồi. Giới thiệu mọi người mẫu giày cầu lông Linen AIT N027. Giá gốc là 339 tệ, nó khoảng rơi vào khoảng 1.200.000. Thì bên Hùng Lam khuyến mãi còn 740.000, chưa bao gồm phí ship, thêm ship 40 nữa. Thì dòng đế này cũng là dòng đế mới của Linh thôi, cũng cho sân bê tông với công nghệ Multiflex, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có chữ Multiflex ở đây, và công nghệ non-minking. Thì nó là công nghệ cho cao su chống mài mòn, và công nghệ Multiflex nó là công nghệ chống lật cho mọi người. Đôi này cũng đấy, đôi giày rẻ cũng có công nghệ chống lật cho mọi người. Tiếp theo về chất liệu da của nó, chất liệu da nhiều người nhìn vào đôi này cứ bảo da cứng, nhưng thực ra là đôi này da cũng khá là mềm mại, và kết hợp với đó là nó có lưới dệt ở đây thì đi rất là thoáng và êm chân, rất là thoải mái cho chân. Đôi này thực ra là bên Hùng được trước về 40 đôi, Hùng bán hết rồi, nó chỉ còn sót lại 2 đôi size 41 thôi. Giá khuyến mãi là 1.200.000, còn 740, còn duy nhất size 41, và theo mọi người nhìn thấy đó. Đôi giày này form giày nó khá gọn nên là chỉ thích hợp cho anh em nào chân mà ấy thôi nhá, chân mà gọn thôi nhá, chân mà bình thường, chân không bè nhá. Anh em mà chân bè không đi được đôi này, còn duy nhất size 41 nhá. Size 41 thêm màu bạc nhá mọi người. Bao da nhá, nổ da đền đôi mới trả lại tiền luôn chứ không phải đền đôi mới nữa. Da của Liên Ninh thì mọi người khỏi lo. Tiếp theo còn đúng 41 nha, bây giờ còn đúng 41 hai đôi đó. Ok, tiếp theo là đôi giày AITM 105. Đôi này cũng là một trong những đôi giày bán cực kỳ chạy bên Hùng, cứ về là hết, và đợt này cũng thế rồi, cứ về là hết. Hiện tại bây giờ chỉ còn đúng size 43 thôi, đôi này cũng chỉ còn duy nhất size 43 thôi. Thì khuyến mãi cho anh em 1.750.000. Đôi này cũng 499 tệ đôi giày đấy mọi người. AITM 105, 499 tệ nha. Những cái đôi có tiền tệ ở đây thì đều là hàng nội địa Trung Quốc sách tay hết nha mọi người, đều là hàng nội địa Trung Quốc nha, rất là ngon, hàng sách tay. Duy nhất size 43, 1.750 sale còn thôi, còn mỗi size 43 thì Hùng để giá khuyến mãi cho anh em còn 850.000 thôi, trước là bán 920 nha, trước bán 920 nha. Đôi này màu rất đẹp, màu rất bắt mắt đấy. Cái đôi này chính vì đôi này nên nó rất là nhiều khách hỏi này, rất nhiều người mua vì cái màu này nó rất là đẹp. Cái giày này thì nó cũng là dòng đế 2017 giống như đôi đầu tiên Hùng giới thiệu, với công nghệ chống lật, công nghệ giảm chấn rất êm và nhẹ, và êm và nhẹ và chống lật rất an toàn cho chân. Tiếp theo nữa về chất liệu của đôi giày này, nó sử dụng phần trên là phần vải dệt khá là nhiều, chúng ta đi cảm giác nó rất là mềm mại, và thêm vào đó nó gia cố thêm một miếng da rất là dày ở đây, và với đường vân nổi ở trên này nữa, và bằng đây là chất liệu cao su non, nó kéo từ bên này sang bên này. Thì đây chính là công nghệ, một là nó chính là chốt tip, công nghệ gia cố thêm tăng độ chắc chắn cho đôi giày khi chúng ta phanh các thứ nhiều thì nó sẽ không bị bục giày, rất là bền. Cái thứ hai nữa, nó làm chất liệu cao su non và có những cái vân nổi như này thì chính là giúp cho chúng ta chống mài mòn má khi mà chúng ta dê chân. Khi chúng ta chơi cầu lông thì bao giờ đôi giày, nếu mà chúng ta tuốt tay phải thì bao giờ má của giày chân bên trái cũng sẽ bị mài ở những cái điểm như trên này. Thì công nghệ này nó làm các vân nổi bằng cao su non như này, nó chính là chống lại cái sự mài mòn đó. Đấy, AITM 0105, đôi này khuyến mãi 1.750.000, chỉ còn 850.000 nha mọi người, 850.000, duy nhất size 43 thôi. Đôi này có duy nhất size 43 thôi ạ. Đó, và cuối cùng thì Hùng đi đến đôi giày cuối cùng của ngày hôm nay, là đôi giày Hùng đang đi hiện tại, và đôi này là đôi giày duy nhất trong livestream này là giá trên 1.000.000, nhưng mà Hùng cũng thực ra là Hùng cũng bán cực kỳ rẻ cho anh em. Đôi này là đôi giày cầu lông Linen AI hay gì quên bán mất rồi. Đây AITP 0315, mẹ giày mình đi mình quên ạ. AITP 0315, giá gốc là 599 tệ, đây cũng là mẫu giày cao cấp nhất trong buổi livestream ngày hôm nay. 599 tệ nó rơi vào khoảng
2.050.000. Đôi này cũng là đôi hồng đang đi, đi rất là êm, rất là êm, rất là thích. Nói chung là đi vào nó rất là thích ấy. Đấy, thích với em. Ok, dòng đế này thì khả năng đế này khá là độc của Liên Ninh. Dòng đế này rất là độc, rất là ít đôi áp dụng có dòng đế này, hay nó có miếng nhựa ở đây, nó cũng là công nghệ ổn định mặt đế đấy, Pro Balock đấy, và chất liệu giảm chấn của đôi này là chất liệu cửa lao. Chất liệu cửa lao khá là mềm, rất là êm. Nhưng ông phát hiện rằng ở về chất liệu này thì sau khi đi một thời gian lâu, ông đi chắc khoảng đôi đấy khoảng được khoảng 3-4 tháng mà, thì cái chất liệu này nó sẽ bị nó hơi bị nhăn, có nghĩa là giống như kiểu nó bị đè xuống ấy. Nó hơi bị nhăn một chút, nhưng mà đấy chỉ là cái vấn đề hình thức thôi. Còn đôi này đi rất là sướng, rất là êm. Nó sử dụng chất liệu da, nhìn rất là sang, với đường hoa văn rất đẹp, nhìn trên livestream này không thấy. Chất liệu da và chất liệu lưới dệt thì nó đi rất là thoáng chân. Nó đi thoáng chân và rất dễ chịu cho chân. Và chất liệu da này nó cũng giúp gia cố thêm cho độ bền chắc của đôi giày ở cái phần xung quanh, phần phía trên này. Nó có một miếng nhựa ở đây, một miếng nhựa bên này thôi. Thì nó chính là cái công nghệ chống lật nha mọi người. Nó sẽ, đây là công nghệ chống lật nha. Dĩ nhiên là phần này nó cũng làm hơi bè, mọi người thấy làm chỗ này hơi bè ra, thì để khi chúng ta phanh cũng là chống lật thôi. Đế thì cũng là đế sử dụng công nghệ cũng là non minh kinh. Cái này thực ra nó cũng chỉ là sơn màu thôi, nó cũng chỉ là cao su chống mài mòn. Với đôi này thì 2050, Hùng chưa bao giờ bán đôi này dưới 1.3 triệu hết. Nhưng mà trong cái livestream này thì cũng chỉ còn duy nhất là 2 đôi 41 và 3 đôi 43, 2 đôi 41 nha, 3 đôi 43 thì bán giá 1.150.000, nhưng mọi người tự trả ship nha, ship thêm 40 nữa. Xin lỗi anh em nào đã từng mua đôi này của bên Hùng nha, tại vì Hùng chưa từng bán đôi này dưới 1.3 triệu, các khách trước mua đều 1.3 triệu hết. Nhưng mà trong livestream này còn vài đôi Hùng bán rẻ nha, xin lỗi xin phép các khách đã từng mua đôi này của Hùng, hôm nay Hùng sẽ bán rẻ hơn là 1.150.000 thêm 40k ship là 1.190.000 nha mọi người. Đấy, thì đôi này nó làm thiết kế cái cổ giày, cái lưỡi gà thì phía bên này nó may liền, thế này nó may liền luôn vào cái lưỡi gà, mọi người có thấy không ạ? Đây, phía bên này nó may liền luôn vào lưỡi gà, còn phía bên này thì mình mới chỉnh được. Thiết kế này nó thiết kế kiểu giống Yonex, nên là thiết kế đi vào chân cảm giác nó rất là sướng. Cái thiết kế kiểu như này ấy. Đấy, nói chung là đôi giày này cũng rất là ưng, đi nhẹ, đi êm và rất là an toàn cho chân. 1.150.000, chưa bao giờ có giá này đâu. Anh em nào mà hay xách tay Trung Quốc hay sang hàng Trung Quốc thì thực sự là đôi này anh em mua cũng chỉ khoảng ít nhất là 1.2 triệu đổ lên, chưa tính công vận chuyển ở Việt Nam. Ít nhất là 1.2 triệu đổ lên. Nhưng mà đợt trước Hùng săn được nó khuyến mãi sâu hơn một chút thì mình có giá tốt thôi, chứ bên Trung Quốc rẻ nhất cũng phải là trên 1.2 triệu xách tay về. Đôi này còn 41-43 thôi. Đấy thì tất cả đấy là tất cả những mẫu giày mà hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người. Anh em nào vào xem livestream sau thì có thể lát nữa xem lại livestream để chọn cho mình đôi giày ok nhất. Và tất cả các mẫu giày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người đều là giá tốt nhất từ trước đến nay. Tốt nhất từ trước đến nay mà Hùng đã giới thiệu đến mọi người, Hùng đã bán cho mọi người, tất cả những đôi giày này Hùng đã từng bán cho mọi người. Và đây đều là mức giá tốt nhất và số lượng rất là ít, rất là lẻ sai. Thế nên Hùng mới bảo là anh em nào may mắn xem được cái livestream này sớm thì mới mua được, chứ còn chỉ cần để vài hôm nữa là chắc chắn là sẽ không còn một đôi nào. Hùng tự tin Hùng khẳng định như thế, bởi vì lúc tối đến giờ Hùng đăng đúng 1-2 bài thôi mà Hùng đã chốt được gần chục đơn, gần chục đôi giày rồi, không bốc phép một tí gì. Từ nãy giờ trả lời chốt đấy là khách chủ động nhắn tin cho Hùng nhá, không kể những khách comment bài viết Hùng chưa có thời gian trả lời đấy. Hello anh Hùng, ok, xin chào trợ lý cũ Khánh Huyền Nguyễn nhá. Dạo này có người yêu chưa? Học hành đánh cầu có thứ hay hơn chưa em? Ok, hello Nguyễn Nam. Nguyễn Nam có câu hỏi là có em như Yonex cao cấp không? Thì anh trả lời là chắc là không. Tại đấy Yonex, anh chưa anh đi đôi cái gì nhỉ? Super Custom của Lindan từ lâu rồi, đôi đấy thì em á. Được những một số mẫu giày Yonex sau thì anh thấy nó cũng gọi là em thôi, cũng không quá em. Nhưng mà kiểu em đi cảm giác đi ninh Yonex là nó là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Liên Ninh Yonex nó thiết kế giày và các thứ đi cảm giác nó sẽ rất là khác nhau. Về độ êm thì những đôi giày ở đây thì chắc là vẫn không êm ở Yonex. Giá bó bắp chân thì bên em có hai loại, một loại là loại thường thì là 100.000 một đôi, và một loại cao cấp thì giá 190.000 một đôi. Đấy, anh em nào có điều kiện thì mua loại 190.000, nó đẹp hơn, nó ngon hơn, nó ít bị sờn. Còn loại thường thì nó đi dùng một thời gian nó sẽ bị sờn và bị ráo hơn, và nó cũng không đẹp bằng đôi cao cấp nữa. Quần cán thì bên em hết sạch hàng rồi, quần cán chống trơn bên Hùng 2 tuần nay không có một cái nào để tặng khách, không có một cái nào để tặng cho khách mua giày mua vợt nữa. Rất nhiều người hỏi, rất nhiều khách hỏi nhưng không có hàng. Quần cán chống trơn đợt này hiếm quá. Quần bên Hùng hot lắm, quần cán chống trơn bên Hùng hot lắm mọi người. Tuy là nó rất là rẻ thôi, nó rất là bình dân nhưng mà nó chống trơn khá là tốt, và đảm bảo hơn nữa là nó rất là tiết kiệm chi phí, và rất là nhiều khách sau khi sử dụng rồi, quen rồi thì không dùng được loại quần cán khác. Chỉ dùng lấy xịn nha. Dùng lấy xịn thì anh em mình không bàn. Ok, anh cảm ơn Diêu Bình Quân rất nhiều nhé. Quần cán chống trơn này đợt này hết hàng, Hùng nghĩ là về khoảng, nếu mà đợt sau mà có về được khoảng 5.000 cái chắc cũng hết rất là nhanh.
Dĩ nhiên bên Hùng bây giờ đợt này đang dịch là hàng từ Trung Quốc không về được. Đấy, nên là chắc là cuốn cán ít nhất phải một tháng nữa mới có hàng mọi người. Mọi người thông cảm cho Hùng. Anh em mà mua giày thì thông cảm cho Hùng là Hùng không thể tặng cuốn cán vì không có cuốn cán, Hùng sẽ tặng vào móc khóa. Anh em mà mua vợt thì cũng thông cảm cho Hùng là vợt cũng không có cuốn cán để tặng nữa, chỉ tặng được cướp thôi. Lightning 10B, cái 10B thì thích hợp với người đánh trình độ trung bình với cả trình độ mới chơi ạ. Còn nếu mà mình chơi gọi là khá trở lên rồi thì nên chọn những cái vợt nó đắt tiền hơn một chút, như là cây Aeronaut 4000, cây Aeronaut 4000B, Aeronaut 5000, Aeronaut 6000, 6000B chẳng hạn. Hoặc là 3D Calibre 300C, 3D Calibre 300B. Một số cây vợt khác nữa. Ok, nếu mà anh muốn đổi qua Yonex, qua Lining thì bên em có mấy mẫu đa cao cấp đang khuyến mãi giá rất là tốt nhanh Việt Nam nha. Dĩ nhiên là em nghĩ là nó cũng sẽ không êm ở Yonex đâu, bởi vì đấy là đánh giá chung của thị trường rồi. Yonex nó có công nghệ Power Cushion, bây giờ nó còn Power Cushion cộng cộng gì đó, nó rất là êm. Xin ý kiến con 6000 và 6000D theo bản thân anh nhá, trải nghiệm của anh nhá. 6000 và 6 cũng như là cộng thêm với cả những cái nhận xét của khách hàng ấy. Gặp anh Hùng khó hơn lên trời. Ok, anh nhá. Theo nhận xét cảm giác của Hùng nhá, 6000 và 6000D thì nó không quá nặng. So với vợt 3U của Yonex thì nó phải nói là nhẹ. So với một số cây 3U khác của Lining nó cũng có thể nói là nhẹ. Hôm trước Hùng đánh lấy cây 6000D, Hùng đang đánh 6000D mà, thì Hùng thấy là nó hơi nhẹ so với những gì Hùng nghĩ, Hùng cảm giác là nó hơi nhẹ. Trước tiên về cây 6000D nha. Cây 6000D và cây 6000 này theo Hùng cảm nhận luôn là hai cây đấy đều là dòng công thủ toàn diện, chứ nó chẳng thiên về tấn công mà nó cũng chẳng thiên về phòng thủ gì đâu mọi người ạ. Có sạc cây 6000D là nó thiên về phản tạt và bắt lưới, tì lưới và phản tạt cầu thì nó rất là chuẩn. Thân của cây 6000D sẽ cứng hơn 6000 và thân của nó ngắn hơn cây 6000 nha. Điểm cân bằng của 6000D thì cao hơn so với cây 6000, nhưng theo nhận xét của nhiều người thì cây 6000 đập tốt hơn 6000D, và Hùng cũng tin là như thế, bởi vì chuôi vợt của cây 6000 thì nó dài hơn 6000D. Chuôi vợt dài hơn và độ cứng của nó cũng không cứng bằng nên nó sẽ có sự trợ lực. Hùng tin là đập cây 6000 sẽ tốt hơn 6000D. Nếu bây giờ cho Hùng đổi thì Hùng sẽ đổi cây 6000D lấy cây 6000 sau khi Hùng trải nghiệm cây 6000D. Cây 6000D thì thân nó hơi cứng, nên là nếu mà bạn nào cổ tay hơi yếu thì Hùng nghĩ là nó sẽ hơi khó đánh, và nếu mà cổ tay mọi người không đủ lực và cổ tay mọi người theo kiểu cứng thì mọi người không nên chơi 6000D. Cứng cộng cứng sẽ bằng hỏng, Hùng khẳng định luôn. Anh em nào cổ tay cứng không dẻo mà đánh thêm vợt cứng nữa và lực tay không đủ thì rất dễ bị đánh hỏng cầu hay bị cắm cầu hay cạch cầu đâm xuống đất. Đó là một cái gì đó rất là tự nhiên, đấy là cảm nhận của Hùng, kinh nghiệm Hùng đó. Cây 6000 cũng là một cây công thủ toàn diện, và điểm cân bằng của nó tuy là theo thông số thì nó là thấp hơn cây 6000D, tuy nhiên theo đánh giá của rất nhiều người thì 6000 công vẫn tốt hơn. Hai cây này khối lượng thì cũng tương đương nhau, đều là 3U, như 86-87 gram, Hùng không nhớ rõ lắm. Thông số chi tiết thì anh em nếu quan tâm hai cây đấy, nói chung là hai cây đấy đánh nó, à đúng rồi, có một đặc điểm nổi bật rất ở hai cây vợt đó là hai cây vợt đấy chống rung rất là tốt. So với nhiều cây vợt khác, gần như tất cả các cây vợt khác tầm dưới 2 triệu của Lining, thì 6000 và 6000D là hai cây vợt chống rung khá là tốt, đặc biệt là 6000D ông đánh là 6000D chống rung cực kỳ tốt nha. Cướp Kizuna có tốt không anh ơi? Cướp Kizuna thì anh không biết nên là không nhận xét được cho mọi người. A chúc 77 chuối anh bán từ ngày trước rồi, đánh không hợp, thân nó hơi cứng vào đầu, cảm giác là đập nó cũng mạnh đấy nhưng mà nó không cắm cầu. Cây 77 anh thấy đánh nó hay bị tà tà cầu, nhiều khi bạt ngang thì nó bị bênh lên, còn đập thì nó cứ tà không cắm. Dĩ nhiên là lực đập của nó cũng tốt, nó khó kiểm soát cầu, anh cảm giác thế nên anh thay. Cái đợt đấy là anh đổi sang 50C, Line Turbo 50C thì anh thấy 50C ổn định hơn, nhưng mà 50C thì cảm giác công nó cũng gọi là ở mức khá thôi, cũng không phải công tốt lắm. Cái 50C, cái dòng 50C, nhưng mà anh cảm thấy dòng 50C thì anh vòng qua đầu, đánh bắt lưới rất nhanh, bao nhiêu ông bị dính cầu vào người. Mình đánh cái 50C, 50C rất là dễ kiểm soát. Đấy, có một số ấy cho anh em Pro AC 950 thì nó từ ngày xưa là anh cường quá nhỉ. Pro AC phải nói thực sự là nó đã bị đào thải khỏi thị trường Việt Nam rồi. Bây giờ hàng fake của Pro AC cũng khá là nhiều, cây 950 hàng fake khá rất là nhiều ngay từ cách đây khoảng 3-4 năm rồi cơ. Còn Pro AC thì bây giờ không có, gần như là không ai chơi ở Việt Nam nữa, vì chất lượng của Pro AC càng về sau này thì chất lượng nó càng kém. Và ông cũng đã từng chơi hai cây Pro AC và đều gặp một cái lỗi giống nhau, đó là nó gãy ở cái đũa vợt mọi người, gãy ở cái cổ vợt ấy. Gãy ở cái cổ vợt không hiểu tại sao. Những cả hai cây 85, cây Pro AC 316 và cây Pro AC 950 ngày xưa ông chơi thì đều bị dính gãy cổ vợt. Mà lý do sao thì ông cũng không biết. Và Pro AC giờ gần như không có ai chơi đâu nha. Anh bây giờ chỉ nên chơi Yonex hoặc Lining thôi. Theo em bây giờ có thêm Mizuno nữa. Đấy, còn Victor thì dạo này nói chung là 1-2 năm đổ lại đây thì cảm giác là nó bị loãng, khuyến mãi thứ linh tinh quá, với cả cảm giác cửa hàng chất lượng nó cũng xuống như vậy. Victor ấy. Ok, Dương Bình Quân đợt này không chơi xe học viện tài chính nữa, đợt này anh chuyển sang Gia Lâm anh ở rồi. 20D thấy khá ok. Tiếp 90TD được không? Ok, cây 20D thì cây 20D nó có một đặc điểm, đầu nó rất là nặng và thân của nó thì lại hơi dẻo.
cây đấy thì theo anh là chắc là trần tú cổ tay cũng ở mức trung bình thôi, nên là chơi cây đấy sẽ thấy hợp. Nhưng nếu cổ tay em tốt hơn khi chơi 20D, em sẽ thấy đánh cầu nó sẽ thiếu sự chính xác đi. Cây 20D nó trợ lực rất là tốt, trợ lực rất là tốt nha. Bạn nào cổ tay trung bình, cổ tay trung bình trở xuống thì đánh 20D em nghĩ là rất là ok. Cây đấy điểm cân bằng, nhớ không nhầm nó là điểm cân bằng là 314, điểm cân bằng của nó rất là cao, 20D. Và thân nó lại hơi dẻo nên là dẫn đến khi mà chúng ta mà cổ tay khỏe, chúng ta tác động lực nhiều thì cây vợt nó sẽ bị bẻ cong rất là nhiều, vì đầu nó nặng mà thân nó dẻo nên là độ cong nó rất là nhiều, dẫn đến cái việc mà chúng ta đánh cầu nó sẽ thiếu sự chính xác. Thì theo anh thì em cứ nâng dần lên thôi, 20D xong em nâng dần lên những cái dòng ví dụ 50D hay là 50C, hoặc là một số dòng nó gọi là tầm giá nó khoảng 1,5 triệu, tầm 1,5 triệu đến 2 triệu ấy, tầm khoảng 1,3 triệu đến 2 triệu, 1,5 triệu đến 2 triệu nhá. Nâng các cái dòng vợt nó cao lên một chút thì em sẽ thấy đánh nó hay hơn, ổn định hơn. Ok, Nguyễn Khôi chơi được giữa 3U với 4U, chơi được giữa 3U với 4U thì chắc là tay em cũng tầm tầm như anh. 3U thì 3U của Jonex, giữa 3U 4U của Jonex, còn 3U Li Linh thì quất thoải mái luôn, 3U Li Linh nhẹ. Công dễ với thủ dễ dòng cao cấp. Thực ra công dễ là như nào em phải lưu ý một điều như này, công dễ thì không đi đôi với thủ dễ nha. Tại vì sao? Khi mà đã công dễ, nếu mà công dễ thì anh có thể dịch là công tốt, thì nếu mà công tốt thì đầu nó phải nặng. Khi mà đầu nó nặng thì khi em vẩy từ dưới lên thủ thì dĩ nhiên là nó sẽ chậm hơn so với cây vợt đầu nó nhẹ rồi. Thế nên là nếu có thể em chọn mình một cây vợt công thủ toàn diện, điểm cân bằng nó khoảng 295 đến 298. Dĩ nhiên có một số cây có thể điểm cân bằng cao hơn, nhưng nó cũng sẽ là dòng công thủ toàn diện, thì cái đấy em sẽ tư vấn cụ thể. Nhưng mà em phải xác định là vợt thiên về công thì lại thủ nó sẽ bị yếu hơn và nó sẽ bị chậm hơn, lưu ý là như thế để lựa chọn mình cây vợt nó phù hợp. Cây 90TD, thực ra 90TD thì anh chưa chơi bao giờ, nhưng mà anh thấy cũng khá là nhiều khách mua. 90TD theo anh là cũng phải cần cổ tay tương đối khỏe mới chơi được, vì nó là một cây vợt 3U mà nó khá là nặng đấy. 90TD là một cây vợt khá là nặng đấy. 90TD là cây vợt cân bằng, công thủ toàn diện, và nó là một cây vợt khá nặng, yêu cầu cổ tay ở mức khá trở lên thì mới lên chơi. Đó, rất nhiều người cũng hỏi, cây 90TD khá nổi tiếng, rất là nhiều người chơi, rất nhiều người hỏi và mua. Có những anh đã từng mua bên Hùng 2 cây. Ok, xin phép mọi người nhé, bây giờ cũng muộn rồi thì xin phép mọi người kết thúc live stream thôi. Vừa rồi thì Hùng trả lời một số câu hỏi thắc mắc của anh em thôi. Đấy, thì gửi lời chúc ngủ ngon đến tất cả mọi người. Còn nếu ai mua giày thì inbox cho Hùng ngay. Và ai có bạn bè nào cần mua giày thì giới thiệu giúp Hùng nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại các live stream sau của Hùng. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon ạ.